11. Cá đã cắn câu chưa? Gần đây trong phủ yên ổn, không có động tĩnh gì. Không đúng. Xin chủ thượng chỉ rõ, có chuyện gì không đúng? Trong hội đèn lồng, thân binh đông đảo, mà bọn cướp cũng dám đột nhập. Tại sao những ngày này lại không có động tĩnh gì chứ? Bọn cướp hung hăng, có lẽ là chúng nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chủ thượng, chi bằng điều thân binh của Tàng Thư Các, Kỳ Niên Các để bố trí binh lực tại miếu tế. Địa hình quanh miếu tế trống trải, một khi kẻ gian xuất hiện có thể tung lưới bắt gọn. Lùi xuống làm đi. Dân, một quân cờ khác cũng đến lúc phải di chuyển rồi. Bình thường thế làm sao mà thắng được? Cô ta có nhiều thủ đoạn vậy. Nếu còn để cho cô ta lấy lòng thành chủ nữa, vậy thì vị trí của ta sau này sẽ khó giữ. Phu nhân, chúng ta phải làm gì đây? Mau viết một lá thư bảo phụ thân giúp đỡ, phái hết đầu bếp của bộ tộc Chân Cừ qua đây. Vâng phu nhân, nô tỳ chắc chắn sẽ làm ổn thỏa. Ta đắc tội với huynh ấy rồi sao? Đắc tội với ai rồi? Thành chủ sao? Thế thì lợi hại đấy. Ngươi thì biết gì, đừng nói bừa. Dạ bụi, Liêm Huyễn, khi hai người ở Ách Na Khấp có từng học nấu ăn không? Nô tỳ biết một số món gia đình, nhưng mà món ăn của Ách Na Khấp quá đơn giản, sợ sẽ không lọt vào mắt xanh của thành chủ. Dân bái giàu có sản vật, cũng có rất nhiều cách ăn. Liêm Huyễn, có. Ngươi vào bếp xem thành chủ thích ăn gì. Dân, không vội. Nàng đã thuộc lòng phần thảo dược, chắc hẳn sau này cũng không khó để hiểu cặn kẽ phần cồn cát. Chờ sau khi nàng hoàn thành chuyện này, ta sẽ tặng nàng một món quà lớn, được không? Thành chủ đang bận công việc, giờ không tiện quấy rầy. Phu nhân, mời về cho. Ta đến đây vì có chuyện quan trọng, mong Trúc đại nhân thông báo cho thành chủ một tiếng. Không phải là lão nô không báo. Phu nhân, người đang làm khó lão nô đấy. Chuyện bị mắng lão nô thật sự là... Người biết bọn ta, cho nàng ấy vào đi. Mời phu nhân. Thành chủ vạn an. Thật hiếm thấy nàng đến gặp ta. Ta đến đây để xưng tội. Tội gì thế? Chuyện cuộc thi thêu thùa. Ý nàng là chuyện dùng rễ cây giải mã để chế tạo quân giới à? Đó là lập công to mà. Có gì mà sai? Ta vì muốn thắng cuộc thi mà liến thoáng ba qua có phần sai lệch. Dù giáp cây giải mã có thể khiến dân bái ta bất khả chiến bại, nhưng trồng quy mô lớn không hề khả thi. Tại sao? Một là hệ thống rễ cây giải mã ở dân bái không phát triển, sản lượng khá yếu. Vỏ rễ cây giải mã ở dân phương các ta chỉ đủ để làm một cặp bao tay bảo vệ cổ tay. Thứ hai, khí hậu của dân bái rất khó đoán, cũng khác với mặt Bắc. Ý nàng là cây giải mã không thích hợp trồng ở dân bái phải không? Cũng không hẳn vậy. Ta đọc cả phần cồn cát và phần thảo dược, thu hoạch được rất nhiều điều.
biết được nơi cây giải mã sinh trưởng và loại đất thích hợp để trồng. Đáng lẽ phải tiếp tục nghiên cứu, nhưng khổ nỗi lại thiếu phần khí hậu. Trong thời gian ngắn, sợ là sẽ không có tiến triển. Sợ sẽ không có tiến triển à? Đúng vậy. Giờ ta chỉ có thể nhiều lần thử tìm cách phá giải vấn đề nan giải về khí hậu và đất đai từ ghi chép của quyển đang có. Không vội, đợi đến khi nàng nghiên cứu kỹ lưỡng phần thảo dược, ta sẽ tặng nàng cả phần khí hậu. Thành chủ có phần khí hậu sao? Đương nhiên. Tại sao ta phải lừa nàng? Quả như suy đoán của ta, phần khí hậu nằm trong tay Na Chiến. Ngươi xem chìa khóa đó cả ngày rồi, rốt cuộc dùng để làm gì ngươi cũng không nói. Kỳ lạ, có hơn 100 cô nương đăng ký trong danh sách này. Vì sao Túy Hương Lâu chỉ còn hơn 30 người thôi? Cô thích nơi đó à? Không, chỉ là tò mò chút thôi. Hơn nữa, giờ ta có việc mới phải làm. Làm gì? Ngươi không quản được đâu. Thế cô ở lại đây đi. Đừng hòng bỏ ta lại nữa. Nam nhân chết tiệt, không có nữ tử bên cạnh chăm sóc, còn không biết chải tóc, đầu bù tóc rối, y như ăn xin. Sau này không được cố gượng. Ngụy, ta đang nói chuyện với cô đấy. Lo rồi à? Đại ca, ta sợ cô sẽ liên lụy ta. Đại ca, điều tra được rồi. Có 4 khâu quân giới ở thành Dân Bái, theo 4 hướng đông tây nam bắc. Gã họ Tần chỉ là khố sứ của kho quân giới phía đông. Lúc thay phiên đánh canh vào giờ hợi mỗi ngày là khi nhân sự yếu nhất. Lúc đó chúng ta có thể hành động. Gọi thêm các huynh đệ tối nay hành động. Vâng. Tối nay các ngươi sẽ trộm vũ khí của Dân Bái à? Cô giải tiếp đi. Cứng miệng. Cô cũng muốn đi sao? Việc nam nhân các ngươi làm, ta chẳng đi đâu. Hơn nữa, ta có việc quan trọng phải làm. Có bản lĩnh, cô biến nơi này thành chỗ dựng chân của Hoàng Thiên Cuồng ở Dân Bái đi. Thế nào? Môn chủ, hôm nay miếu tế bỗng có thêm rất nhiều thân binh. Địa hình không có che chắn, thuộc hạ không thể thám thính. Miếu tế là nơi thờ cúng tổ tiên, bỗng dưng tăng thêm thân binh, quả thật có điều kỳ lạ. Trừ miếu tế còn tàn thư cát và kỳ niên cát, có rất ít thân binh canh giữ ở hai nơi này. Na Chiến hành sự xảo quyệt khó lường, tạm bỏ thám thính miếu tế đi. Vâng. Tất cả phấn chấn lên cho ta. Mặt phải tươi cười, mặt phải tươi cười. Ôi, Dương công tử mời vào trong. Tới đây, công tử. Công tử mời vào. Hầu hạ cho tốt. Công tử mời vào trong. Đại ca, xong việc rồi à? Yên tâm, mọi chuyện đã xong. Sau khi bọn ta chuyển vũ khí đi, thì mang số lương rỗng đặt trở lại nguyên vẹn. Trong nửa năm, một năm gì đó, không ai phát hiện chúng ta đã cưỡng sạch kho quân giới đâu. Cái tên này, học được cách dùng não làm việc rồi đó. Mang hồ, học theo đi, phải dùng não. Nhưng mà đại ca, gần đây trong phủ lại tăng cường phòng thủ. Chi bằng chúng ta rút trước, đợi khi sóng gió qua đi chúng ta vào phủ sau. Đúng thế, nữ tử đó quan trọng tới vậy sao? Còn đáng để ngài lao mình vào nguy hiểm? Từ nhỏ ta đã không biết thế nào là nguy hiểm.
Đôi mắt của cô ta làm ta bất an. Tấn công ma tùy, chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị với lớp phòng thủ ở dân bái. Nhưng không nhân nhị gì hết. Các người ở ngoài phủ chờ ta hội họp. Đại ca, nếu cách công chúa hỏi huynh đi đâu thì bọn ta trả lời thế nào? Ngươi nhiều mưu lắm mà. Chuyện này còn phải hỏi ta à? Tự nghĩ đi. Nói thế nào? Ngươi thông minh lắm mà, cứ tự đắc đi. Ta... Ngươi bảo ta nên nói thế nào? Mau lên, mau lên. Móc treo đẹp đây. Mua vô, mua vô. Cổng phủ canh gác nghiêm ngặt thế này, có mọc cánh cũng khó bay vào được. Đúng vậy, đây là nơi ở của thành chủ. Người dân chúng ta mọc cánh cũng không bay vào được. Khách quan sao thế? Cút đi. Tiểu nhị, xin lỗi, xin lỗi. Tiểu nhị, tới liền khách quan. Hai vị đại gia, như cũ à? Như cũ. Nào, nào, nào. Ôi, giày bẩn rồi, giày bẩn rồi. Ta lau giày cho, chờ chút. Chờ chút. Lần này chạy vặt, chúng ta làm việc cho tốt. Sớm ngày đón ngự trù chân cừ về, giai phu nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho chúng ta. Lần này chúng ta nhất định có thể kiếm được món nhỏ. Nhanh vậy à? Tất nhiên, sau khi nhận được thư ta đã lên đường ngay. Vậy người cử tới đón hai người đâu? Người đón ta? Không gặp. Phụ thân chỉ sai mình ngươi tới thôi sao? Cô thấy ta... À không, người thấy mình ta còn không đủ sao? Tất nhiên là không đủ. Thế cũng qua loa quá rồi. Ta còn tưởng phụ thân ít nhất cũng cho ba người tới. Hình như đúng là hơi qua loa. Thôi vậy, ngươi đã tới một mình chắc là cũng có vài bản lĩnh nhỉ? Thể hiện xem đi. Tránh ra mà xem, nếu không ta chặt đứt đầu hầm canh đấy. Nóng tính gớm gì. Được đó, được đó. Hài lòng không? Hay hay hay. Phụ thân gửi tới cho ta đầu bếp giỏi quá. Tiểu Liên, mau đưa hắn tới thượng thiện phòng đăng ký đi. Phu nhân, cuộc thi nấu ăn chúng ta thắng chắc rồi. Trước khi ăn, ta nói hai chuyện trước. Thứ nhất, ngon thì nói ngon, không ngon thì nói là không ngon. Thứ hai, dù ngon hay không cũng phải cho ý kiến. Bắt đầu ăn đi. Cô nếm thử cái này xem. Thế nào? Ngon ạ? Ngon ạ? Cái nào ngon? Đều ngon ạ? Đúng, đều ngon. Ngon thế nào? Có rau, có thịt. Không mặn, không nhạt. Dạ bội, Liêm Huyễn, lần trổ tài nấu nướng này liên quan đến việc có thể thắng ốc đảo hay không? Không phải trò đùa.
Thịt này có mùi tanh, không ngấm vị. Rau quá lửa rồi, quá ngấy, quá nát. Nhưng Na Tụ à, ta thật sự thấy ngon mà. Ngon hơn tất cả mọi thứ bọn ta ăn ở Ách Na Khấp. Ở Ách Na Khấp chẳng có rau quả tươi gì, thịt cũng đa phần là thịt giả thú, không luộc thì là nướng, cũng chẳng có gì phong phú. Đúng vậy, trước khi tới đây ta chưa bao giờ biết ăn uống lại phải chú trọng nhiều vậy. Ta đến dân bái đã sắp mập lên một đống rồi. Ách Na Khấp cũng sẽ có ốc đảo, sẽ giống như dân bái, muốn ăn gì cũng có thôi. Nhưng giờ chuyện quan trọng nhất là làm thế nào để thắng cuộc thi nấu ăn lần này. Hay là chúng ta tìm một đầu bếp trong phủ được không? Cơm nước ở đây thành chủ thường ăn, dù học được cũng không thể phát triển tay nghề được. Ta cần một quyển sách dạy nấu ăn. Sách dạy nấu ăn hả? Đi đâu tìm đây? Tất nhiên là ở Tàng Thư Các. Giờ ta đến đó xem thử. Nếu thấy ngon các ngươi cứ ăn hết đi, đừng để lãng phí. Mau ăn thôi. Ta nhìn miếng thịt này lâu lắm rồi, chắc chắn là ngon. Ngươi cũng ăn nhiều vào. Được. Dân bái năm 310, Tố phu nhân phạm tội lớn nên bị lưu đày, không biết mình đã mang thai, dẫn đến huyết thống dân bái lưu lạc ở dân gian. Nay nhiều lần điều tra, được trời phù hộ. Dân bái năm 320, thứ tử Na Chiến trở về phủ Hoa Ngọc nhận Tổ Quy Tông, vì thế chiêu cáo sắc phong vị trí thiếu chủ. Năm xưa Tàng Thư Các bị cháy, lửa đốt 3 ngày 3 đêm, không ngờ còn sót lại bản ghi chép hàng ngày này. Hay cho một kẻ bùn đất đổi vàng ngọc.
Ta tưởng huynh ra khỏi phủ rồi. Sao huynh lại ở đây? Còn muội sao lại ở đây? Thành chủ, trốn đi đã. Đi. Vừa rồi ngươi nói gì? Huynh, thuộc hạ hỏi có tra tấn không ạ? Ngươi nghĩ lão già đó có chịu nổi một đêm không? Nhưng ngoài tra tấn, hình như cũng không có cách khác. Để ta nghĩ xem. Sao còn cắn người nữa vậy? Dạo này huynh bận lắm à? Có chuyện gì thế? Ngươi đi đâu đó? Cái gì mà ta đi đâu đó? Ta chẳng đi đâu hết. Sắp tới lúc trổ tài nấu nướng trong tiệc phủ rồi mà cũng không thấy ngươi thể hiện bản lĩnh. Đột nhiên ta muốn ăn thịt dê hầm của quê nhà. Giờ ngươi đi làm ngay cho ta đi, tối mang tới. Thịt dê ở đâu? Trong phòng bếp đầy nguyên liệu. Lát nữa ngươi làm xong ta sẽ tới lấy. Ngoài ra xào thêm 3 món phụ, thêm 1 món canh. Canh phải thanh đạm một chút, dạo này phu nhân hơi nóng trong người. Nè, ta đang nói với người đó, nghe rõ chưa? Nóng trong người mà còn đòi ăn thịt dê. Kệ ta. Cũng biết ăn thật đấy. Ai? Chẳng phải huynh bận lắm sao? Sao lại rảnh rỗi tới dân phương cát thế? Muội làm rơi đồ ở tàng thư cát. Không đúng. Rõ ràng ta về trước huynh. Sao huynh lại đến trước ta? Ta có công phu vượt nóc băng tường, muội quên rồi à? Tìm gì thế? Có mật đạo đúng không? Mấy hôm nay huynh gặp chuyện gì sao? Hay là vì ta? Vì muội gì chứ? Ta chọc giận huynh à? Không. Thôi vậy, đáng lẽ ta không nên hỏi. Hôm nay cảm ơn huynh. Huynh đi đi. Huynh không nên đến đây. Sau này cũng đừng tới nữa. Ta, Hoàng Bắc Sương, ông đây đến tính toán nợ nần với cô đây. Nhược Dấn sao ngươi vào đây được? Nhược Dấn, muội vào bên trong trốn đi. Ta sẽ cản hắn lại. Huynh muốn tất cả mọi người biết
Ta đang giấu một nam nhân ở dân phương cát sao? Nhược vấn nguy hiểm, lỡ hắn bắt muội đi thì sao? Bắt đi thì bắt đi thôi, huynh lo được sao? Lo chuyện bao động quá thể. Tránh ra. Có chút bản lĩnh đó, còn dám vào phủ nữa chứ. Hoàng Bắc Sương, đóng gói hành lý rồi đi cùng ta, đừng để ta phải ra tay. Nếu hai người các ngươi muốn cũng có thể đi cùng, đến lúc đó hầu hạ một chút. Nói khoác không biết ngượng, ngươi cũng không soi gương xem. Ta đi cùng ngươi, ngươi đến đúng lúc lắm. Khi nào đi đây? Na Tụ. Hoàng Bắc Sương, cô đang có âm mưu gì đây? Sao hả? Không dám đưa ta đi nữa à? Ai nói ông đây không dám? Kể từ lần trước ta gặp cô, ta chưa từng quên đôi mắt này. Rốt cuộc trong mắt cô đang ẩn giấu điều gì? Câu trả lời nằm ở cô. Cô phải đi với ta. Nhà cửa của Hoàng Thiên Cuồng cũng đã tan hoang rồi. Đi theo ngươi, có thể đi đâu được? Hoàng Bắc Sương, cô đã nhắc nhở ta. Mối thù làm nổ tung khu Tử Phong của ta, chúng ta phải tính toán thực tế rồi. Đừng có manh động. Là ai manh động hả? Nhật vấn. Người giết hại hàng chục con dân của ta, đến cả vú nuôi ngoài 50 tuổi của ta ngươi cũng không tha. Ta cho nổ tung khu Tử Phong của ngươi cũng chỉ là ăn miếng trả miếng. Hai chúng ta hòa nhau, người chết trong tay ta nhiều lắm, trên làm dưới theo. Người không phải là người tử tế, thuộc hạ của ngươi mới ác độc như thế. Cô bớt nói mấy chuyện giặt giảnh đó với ta đi. Xem bên này xem. Đây là phủ Hoa Ngọc, không phải nơi ngươi có thể tự tung tự tác. Ngươi đi đi. Người cũng đã đi rồi, huynh mang đao ra cho ai xem. Muội quyết định đi cùng hắn sao? Không phải huynh nghe lén hết rồi sao? Sao hả? Không nghe rõ à? Nhược vấn không đơn giản, muội không thể ứng phó dễ dàng. Không cần huynh phải lo, tự ta đối phó được. Đừng bướng bỉnh nữa. Phủ Hoa Ngọc vốn đã tràn ngập nguy hiểm, giờ lại có thêm một nhược vấn, sau này thật sự phải cẩn thận. Ân cần săn sóc, lạnh như băng sương, lúc thì lên trời, lúc lại xuống đất. Cũng đúng, huynh vốn là một nam nhân ngàn mặt, thật thật giả giả, giờ huynh lại đang diễn vở nào nữa đây? Muội là tri kỷ cùng chung hoạn nạn tốt nhất của ta, ta không muốn muội chịu tổn thương nào, chỉ thế mà thôi. Giờ người đáng lo nhất là huynh, sau này đừng đến nữa. Dạ bội. Liêm Huyễn. Có Na Tụ. Trong gian phòng này có mật đạo, hai người phải tìm cho ra, sau đó đóng chặt lại. Mật đạo? Ừ. Có mật đạo ở đâu được chứ? Tìm thấy cái này trong góc phòng. Thoạt nhìn trông có hơi cũ kỹ, có lẽ là đồ của chủ nhân trước của căn phòng này để lại. Đây là cái gì? Cất nó cho kỹ vào. Đầu gỗ, sao làm gì cũng không xong hết vậy? Ta không có.
xa cách ở Thiên Đô đã 15 năm rồi. Lão Phu chưa từng đến Thiên Đô, cũng chưa từng gặp công tử. Khoác Ba, đi thôi, mau đi theo ta. Đi nào, đừng mà, đi. Con à, con nghe ta, con phải quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay, đừng nhắc đến với bất kỳ ai. Mãi mãi không được nhắc đến mọi chuyện xảy ra ở phủ Dân Bái, thậm chí là tên của con. Hiểu chưa hả? Chỉ có như thế con mới có thể sống sót được. Đi thôi, nhanh lên. Khoác Bá, người không thể ở lại sao? Ta ở lại bên cạnh con sẽ chỉ mang đến nguy hiểm cho con. Con à, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Vậy chúng ta gặp lại nhau nữa không? Một ngày nào đó con chuẩn bị đầy đủ rồi, có thể đến tìm ta. Đi đâu? Ta tin chắc chắn con có thể tìm thấy ta. Kình Dân, là con thật sao? Những ngày qua người chịu khổ rồi. Con đấy, sao bây giờ con mới đến chứ? Lão Phu còn tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại Kình Dân nữa. Thấy con trưởng thành bình an như bây giờ, Lão Phu có chết cũng không hối tiếc. Khoác Bá, chúng ta không nói chuyện phím nữa, mau rời khỏi nơi thị phi này. Ta đưa người ra ngoài. Được, đi thôi. Nào, Hãy